Một vấn đề quan trọng nữa là các chị em cần lưu ý, đó là gì? Là khi mình mổ xong á, có nhiều mẹ nghĩ rằng mình có vết mổ cho nên mình kiêng tắm. Và cái quan niệm dân gian của người Việt Nam, sau khi sinh thường cũng vậy, sẽ kiêng tắm một tháng, kiêng gội một tháng. Cái điều đó có đúng hay không? Với những người mà sanh xong, hay là cho dù sanh thường hay sanh mổ, cái việc mà vệ sinh cơ thể, vệ sinh răng miệng là điều cần thiết. Khi mà mình vệ sinh tốt thì cái vi khuẩn nó không có vào trong cơ thể mình, lúc đó mình không có bị nhiễm trùng. Và vệ sinh tốt như vậy, người mình mới sảng khoái, thoải mái, ăn uống, nghỉ ngơi tốt thì mình mới khỏe được. Vậy sau khi mổ, khi nào có thể tắm rửa được, khi nào có thể gội đầu được, khi nào có thể đánh răng rửa mặt được? Thì sau khi mổ đó, ngay ngày đầu tiên sau khi từ buồng hồi sức ra trại đó, thường 6 tiếng nằm ở buồng hồi sức xong mình ra trại, thì mình có thể đánh răng rửa mặt được bình thường. Mình có thể đánh răng bằng bàn chải mềm mịn, bàn chải mềm mềm thôi, đánh bằng nước muối ấm, rồi mình súc miệng bình thường, rồi rửa mặt như là bình thường. Còn tắm với gội thì sao? Tắm với gội thì khoảng ngày thứ 2 hoặc ngày thứ 3 sau mổ là có thể tắm gội được. Mà nên tắm gội bằng nước ấm, mình ấm xong mình lau khô nhanh để tránh nhiễm lạnh. Và khi tắm như vậy thì cái vết mổ của mình có thể là bị ướt, thì mình có thể thay hoặc là gỡ băng đó, không có vấn đề gì đáng lo hết. Việc tắm gội và vệ sinh như thế là rất cần thiết. Còn gội đầu, có thể là mình gội đầu ngày thứ 3 sau khi mổ là có thể gội được. Các chị em thấy rằng nếu mà mình không gội đầu, tóc mình sẽ bết lại và nó mồ hôi ra rất là nhiều, nó làm dơ, làm cho mình rất là khó chịu. Và cái dơ đó, cái chất bẩn đó thì nó có những cái vi khuẩn nó nằm trong tóc và nó có thể ảnh hưởng đến em bé của mình và ảnh hưởng đến cái việc lành vết thương của mình nữa. Cho nên việc tắm rửa vệ sinh cơ thể đều có thể thực hiện được ngay trong thời gian các mẹ mình còn nằm trong bệnh viện. Các mẹ nhớ nhé.